Amadores. Thomas, if you can hear this, as long as you stay put, you'll be fine. I think he murdered the 10. Whoops. You can start recording once you're in the air. Okay. Also remember direct communication is possible. Zero, niner, two.
Everybody's locked down. Say guys. Let me stick ya. We gotta go. Alright. Give me a sec. Then let's get going. Are you ready to go? Scouts said that Thomas, they were bringing Thomas to the marked location, so we should probably start heading there, but honestly, be calm in the woods. Yes.
guys up the road. Worry about them now. However, we might have to worry about these guys. Cùng nhau
Yeah, that's. Be careful, it seems like they move tracks around. Guys, up ahead. Keep your head. Got guys in the bushes over here to the left. Tiếp tục bắn. Nhau. Có chân lũ lạ.
shoot my gun? Now!
Go in a tower. Yeah, I see. I think we're on that Republican team down there, where they're holding Thomas. Yeah, okay. How do you want to approach this? I don't know. Either way, that guy in the tower needs to die. Yeah, good point. Problem solved. Cái đồng chí nó đang di chuyển. Nhắm vô trung sĩ của nó. Cho bác Hồ. Dẹp hổ. Mình cần giúp đỡ. Có chân lũ lại. Just keep the pressure on the wound. I'm pulling you back. Ow! Bloody hell, this stings! You're okay. Harden the fuck up and let's get going. Thanks, Doc. You saved my ass back there. Nhắm vô các trung sĩ. Tiếp tục bắn. Tao cần thêm đạn. Nhắm vô trung sĩ của nó. Cho bác Hồ. Damn, that's a pretty good shot. Đánh nhiều bên hông của nó. Nhìn xuống, nằm xuống. Sắp thắng rồi. They really don't like you. Dẹp hỗ trợ của nó đi. Giết nó chết. He's hiding behind the box. Nhắm cái trung sĩ. Here, bite this, mate. I gotta tie this off, and it's gonna fucking hurt. Oh shit! It's gonna leave a mark. Chick sticks scars, right? Giết nó chết. Cùng nhau. Chết của nó. Như vậy thì nó không dùng. Cho bác Hồ. Click, mate.
not. Cùng nhau các đồng chí cúi đầu xuống, sắp thắng rồi, hợp nhất, tao cần thêm đạn. Tao sẽ tìm thấy này, con chó. Mày thấy cái gì á? Cái đồng chí, nó đang di chuyển. Vô trung sĩ của nó, mình cần giúp đỡ. Tiếp tục bắn, bắn trực thăng của nó xuống để nó không muốn thêm cho lực lượng của nó được. Sắp thắng rồi, tiếp tục đẩy nó lại. Cùng nhau nằm xuống, cúi đầu xuống, cho bác chở nó đi. Like. Do you want me to throw a nade around the corner, or do you want me to? How do you want me to do this? They can just throw a nade. Then let's get going. Threw a frag around the corner. Okay,
Thomas, where are you, man? Cúi xuống.